vừa nghe rằng đang có người yêu, một người yêu mới, một người thay thế tôi. Và nghe hai người đang hạnh phúc, cả kẻ sát bên nhau giống như tôi lúc đầu. Đùa vui, nàng chỉ thích đùa vui, tình yêu là nước mắt, nàng không khóc cho ai. Ngày mai khi ngày vui vừa dứt, nàng quanh mặt bước đi như không có chuyện gì. Thật tội nghiệp người ấy, người nào đâu có hay. Thật tội nghiệp người ấy, sẽ ném mùi đắng cay. Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đến tôi. Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội. Lại một người nữa giống như tôi, kết thêm một nạn nhân mới. Một người cùng chung một số phận, không may mắn như tôi, giống như tôi. Nhưng dù tôi có nói, chắc gì người ấy tin. Mà dù tôi có khuyên, lấy gì người ấy nghe. Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đến tôi. Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội. Lại một người nữa giống như tôi, kết thêm một nạn nhân mới. Một người cùng chung một số phận, không may mắn như tôi, giống như tôi. Nhưng dù tôi có nói, chắc gì người ấy tin. Mà dù tôi có khuyên, lấy gì người ấy nghe. Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đến tôi. Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội. Lại một người nữa giống như tôi, kết thêm một nạn nhân mới. Một người cùng chung một số phận, không may mắn như tôi, giống như tôi, giống như tôi. Vâng, cảm ơn rất nhiều những cành hoa tươi thắm quý vị dành cho tiếng hát của Lý Minh. Và